Xin chào mọi người đang dành thời gian để theo dõi livestream của thẩm mỹ Dr. D. Ngay bây giờ đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới khách hàng một ca thực hiện nâng ngực. Và khách hàng này của chúng tôi thì gặp phải tình trạng teo tuyến vú sau sinh hai bên ngực này, mọi người nhìn này. Đấy. Khách hàng thì hơi bóng một chút để tôi quay chọn góc để cho mọi người dễ nhìn. Đây, mọi người có thể nhìn ở cái góc này thì sẽ thấy rõ hơn này. Ngực nó chỉ có độ nhô một chút xíu thôi. Đấy, nhô một chút xíu thôi. Đây, thậm chí là nhìn rất là giống ngực của đàn ông. Chị khách hàng này của chúng tôi thì đã gần 40 tuổi rồi. Đó. Và phụ nữ mà thì cái nhu cầu làm đẹp đâu quan trọng gì đến tuổi tác đâu, đúng không mọi người? Có những khách hàng mà thực hiện nâng ngực tại thẩm mỹ Dr. D 50 tuổi, ngoài 50 tuổi vẫn thực hiện nâng ngực bình thường được mà. Đấy. Thì sau khi mà được tư vấn thì chị khách hàng này đã quyết định là sẽ sử dụng túi chất liệu là túi Mentor, sản phẩm của Mỹ. Đây, mọi người có thể nhìn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem một chút về cái hình ảnh ngực của chị, về cái túi ngực sử dụng cho chị nhá, chị khách hàng này nhá. Vâng, mọi người có thể nhìn một chút. Đây chính là hộp chất liệu vừa sử dụng cho khách hàng của chúng tôi. Túi Mentor size 300cc, hai bên ngực thì đều đặt chung một size này thôi, bởi vì là tình trạng ngực của chị cũng tương đối cân, không bị lệch nhau nhiều quá, và chúng ta chỉ cần đặt một size thôi là đã có thể cải thiện được thể tích ngực rồi. Túi ngực này có độ nhô cao nhé mọi người nhá. Đây, độ nhô cao này, HP này. Đó, đây là túi có độ nhô cao. Độ rộng của túi là 11,1cm và độ nhô của túi là 4,5cm. Đó. Đây sản phẩm đây. Mọi người có thể xem trên vỏ hộp. Đây. Sản phẩm của Mỹ nhá. Đấy. Đầy đủ mọi thông tin được in ở trên vỏ hộp như thế này, và cũng sẽ được in ở bên trong cái hộp nhựa mà đựng chất liệu túi ngực nữa. Đấy. Bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng xem ngực của khách hàng này. Xem kết quả của ca ngực này, mọi người có thể thấy. Đây. Đó. Xem ở các góc độ khác nhau nhá. Đó. Khách hàng thì bản thân khách hàng thì cái nhu cầu là nâng cho ngực nó tròn, nó căng, nó đầy, nó tạo được cái nét sexy và quyến rũ. Đó. Và sau khi mà được tư vấn kỹ lưỡng rồi, khi mà đến với cả thẩm mỹ Dr. D, ngoài cái việc mà bác sĩ thăm khám tư vấn cho khách hàng thì sẽ sử dụng kết hợp những cái công nghệ rất là tối tân trên thế giới hiện nay, như là máy mô phỏng 3DX3 và công nghệ thử size system, để giúp cho khách hàng là mình hình dung ra được dáng ngực của mình sau khi mà nâng xong nó như thế nào. Khách hàng cũng sẽ dễ dàng chọn cái size túi nó phù hợp với cả bản thân mình. Đương nhiên là việc chọn size là cái việc phần lớn, phần nhiều là tư vấn của bác sĩ rồi. Nhưng mà khách hàng cũng dễ chọn được size hơn. Và chính bản thân khách hàng khi đến cả Dr. D cũng được mình bản thân được cầm nắm sờ các loại chất liệu túi ngực khác nhau, để từ đó là mình thấy mình thích cái sản phẩm nào thì mình có thể lựa chọn sản phẩm đó để mình sử dụng. Đấy. Mọi người nhìn này. Đấy. Rất là tròn và hai bên khá là cân nhau, đúng không ạ? Đây mọi người xem nhá. Túi Mentor thì khác với cả cái túi nano chip ergonomic, thì cái túi Mentor này nó chỉ có một hình dáng duy nhất thôi, đấy là hình tròn. Dù khách hàng này nằm hay đứng hay là ngồi thì ngực lúc nào nó cũng tròn như vậy, cái túi ngực nó cũng tròn. Đó, nó tạo được cái độ hấp dẫn của ngực. Mọi người có thể xem một chút, đây chính là cái đường phẫu thuật, là cái đường chân ngực này. Đấy, cái đường chân ngực. Đường chân ngực này khi mà chúng ta rạch để chúng ta bóc tách tạo khoang và đưa chất liệu vào ấy, thì cái đường này nó chỉ dài có 2,5cm thôi. Nhiều khách hàng có đặt câu hỏi cho thẩm mỹ Dr. D là liệu sau khi mà nâng ngực xong một thời gian thì cái đường sẹo này này, cái đường sẹo phẫu thuật này nó có biến mất hoàn toàn được hay không? Nó còn lưu lại dấu vết gì ở trên da chúng ta hay không? Cái này thì phần lớn sẽ phụ thuộc vào cơ địa của khách hàng và làn da của khách hàng. Với những chị em nào mà cái làn da tốt, cơ địa tốt ý, thì chỉ sau khoảng 3 đến 6 tháng thôi là cái sẹo ở dưới đường chân ngực này nó đã rất là mờ rồi. Nó cực kỳ mảnh và mờ luôn. Phải nhìn thật kỹ thì chúng ta mới nhìn được. Nhưng có những chị khách hàng, phải nói thực sự là có những khách hàng mà đến với cả Dr. D
phẫu thuật theo đường chân ngực này thì cái đường sẹo sau khoảng 1 đến 3 tháng nó vẫn hơi sẫm màu một chút. Nó vẫn hơi ửng ửng đỏ đỏ hoặc là sẫm màu một chút. Các chị chưa vừa ý. Khi đó thì chúng ta xử lý như thế nào mọi người? Mọi người đừng lo nhé, bởi vì tại thẩm mỹ doctor đi ngoài phẫu thuật thẩm mỹ thì chúng tôi còn có khoa da công nghệ cao nữa. Đây là một lợi thế đấy ạ. Khi mà chúng ta chưa vừa ý về màu sẹo nhé, chúng ta có thể xuống khoa da công nghệ cao để được bác sĩ da liễu kiểm tra và tư vấn. Chúng ta có thể sử dụng công nghệ laser đang được ứng dụng tại thẩm mỹ doctor đi để chúng ta làm mờ cái sẹo đấy đi. Đấy, rất là hiệu quả, nhẹ nhàng, an toàn, không đau, không có chịu gì cả. Đó, sau khoảng một thời gian thì cái đường sẹo đấy nó sẽ mờ đi theo đúng ý muốn của khách hàng. Đấy. Chị em cứ yên tâm nhé, khi mà chúng ta đi nâng ngực này thì chúng ta sẽ có được cái vòng một đẹp hơn, quyến rũ hơn. Ngoài ra thì thẩm mỹ doctor đi cũng luôn cố gắng nỗ lực để giúp chị em là mình đẹp toàn diện. Đến cái đường sẹo nó cũng phải mảnh, nó cũng phải mờ, nó cũng phải đẹp. Có nghĩa là đến với cả doctor đi thì chị em phải ưng ý gần như là tuyệt đối luôn. Đấy. Đây mọi người xem ở nhiều góc khác nhau này. Ngực vừa làm xong không hề sưng tấy bầm đỏ gì cả. Da ngực vẫn rất là hồng hào, vẫn rất là sáng nhá. Chị em yêu quý, tháng này là tháng sinh nhật của Dr. D tròn 5 tuổi. Không biết các chị em có nhớ không? Chính vì vậy thay cho lời cảm ơn của Dr. D dành cho các chị em, những người đã luôn luôn yêu quý, luôn luôn tin tưởng và ủng hộ thẩm mỹ Dr. D, chúng tôi có chương trình ưu đãi rất là lớn, có thể nói là hấp dẫn nhất từ trước đến nay để dành tặng các chị em. Bất cứ dịch vụ gì chị em muốn làm đẹp đều được hưởng mức chi phí cực kỳ tuyệt vời. Hãy liên hệ ngay với thẩm mỹ Dr. D nhé, để biết là chi phí dịch vụ mà mình muốn làm thì hiện tại đang là bao nhiêu. Các bạn có thể để lại số điện thoại của mình ngay dưới phần comment của livestream này. Trợ lý của bác sĩ sẽ gọi điện lại để tư vấn ngay lập tức. Hoặc là mình gọi qua số hotline inbox vào fanpage. Nhanh hơn nữa là mình hãy đến trực tiếp thẩm mỹ Dr. D tầng 8 Bệnh viện Đông Đô, số 5 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình của Dr. D. Cảm ơn mọi người đã luôn dõi theo và ủng hộ Dr. D. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình tiếp theo.